Đây là một cái tool để add member vào các group Telegram. Vâng thưa quý vị, với sự phổ biến của mạng xã hội, nhất là Telegram, một ngày đẹp trời nào đó quý vị sẽ thấy mình ở trong một cái group rất lạ và không biết ai đã add quý vị vào. Vậy thì hôm nay KTV sẽ đưa ra giải pháp để quý vị không bị add vào các group lạ. Và KTV sẽ đưa ra một số thủ thuật để quý vị có thể sử dụng Telegram một cách hiệu quả nhất. Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Vâng, thì đây là cái Telegram của KTV này. Cái bước đầu tiên là quý vị để ý đây này. Ở đây KTV có 4 cột đây này. KTV sẽ thao tác trên máy tính. Và quý vị thao tác trên điện thoại smartphone nó cũng tương tự như vậy. Đó, một cái điều đặc biệt quý vị để ý đây này. KTV có cái cột màu đen đây này. Đó, cột màu đen này nha. Quý vị để ý theo mũi tên hình con chó chuột. Bây giờ KTV sẽ tắt nó đi và KTV sẽ thao tác từ đầu. Rồi, quý vị để ý cái menu đây này. Quý vị chọn vào cái setting. Đây, quý vị chọn cái folder này. Đó, đây KTV sẽ xóa cái folder này đi. Xóa đi. Rồi, trở lại này. Tắt đi này, đó. KTV đã tắt cái folder đó đi. Đây là một cái cách để quản lý khi quý vị có nhiều group, nhiều channel hoặc nhiều tin nhắn. Đó, bây giờ KTV sẽ tạo một cái cột chứa các folder. Đó, bây giờ quý vị vào menu này, quý vị vào setting này, quý vị chọn folder này. Đây, quý vị chọn create new folder. Thì đây, ở đây KTV sẽ chọn là group này. Folder này tên là group. Rồi, quý vị bấm vào create này. Ở đây, quý vị bấm vào add này. Đây, add này. Group thì KTV sẽ add group vào này. Đó, quý vị bấm vào save vào này. Rồi, chọn tiếp create này. Đó, tiếp quý vị chọn tiếp một cái create new folder tiếp này. KTV sẽ để cái này là channel đi. Quý vị chọn add tiếp này. Quý vị add channel này. Đó. Và tiếp theo quý vị muốn thêm cái nào thì quý vị cũng lại chọn create và đánh tên vào đây. Đó. Rồi, thì KTV sẽ trở lại này. Đó, thì nó sẽ ra một cái danh sách để quý vị có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Group này, channel này, đó. Và quý vị có thể chọn lựa thêm. Rồi, đây là cái okay. Thủ thuật thứ nhất. Tiếp theo là cái phần thứ hai, là phần quan trọng nhất này. Quý vị cũng để ý vào cái menu này. Đó, quý vị chọn này. Quý vị chọn tiếp là setting. Quý vị để ý này, đây có cái biểu tượng cái quả khóa đây này. Quý vị chọn là Privacy and Security. Đó, đây. Quý vị để ý này, cái group và channel này. Đây. Thì quý vị để là everybody thì bất kỳ ai cũng có thể add quý vị vào cái group hoặc channel được. Còn quý vị để là my contact thì chỉ những người add cái link của quý vị vào cái danh bạ của họ thì họ mới mời được quý vị vào cái group hoặc channel của quý vị. Đó, ok chưa? Đây, thì ở đây KTV cũng để là my contact này. Rồi, xong quý vị chọn server. Đó. Đây, thì ở đây còn một số các thủ thuật nữa đây này. Có thể quý vị tự tìm hiểu và KTV cũng không đi sâu về cái này. Đây là phone number chẳng hạn này. Phone number thì có thể ai có thể nhìn được cái số điện thoại của quý vị. Thì quý vị chọn cái đầu tiên. Everybody thì bất kỳ ai cũng có thể thấy được số điện thoại của quý vị. Còn my contact là chỉ những ai add cái link của quý vị thì họ sẽ thấy được cái số điện thoại của quý vị. Và nobody thì không ai thấy được số điện thoại của quý vị. Đó, ok chưa?
Thì ở đây KTV cũng để là low body, tức là không ai có thể nhìn được số điện thoại của KTV, hay còn gọi là để ẩn danh đấy ạ. Đây, cái phần bên dưới này cũng vậy, ai có thể tìm được cái số điện thoại của quý vị đó thì quý vị cũng để là everybody hoặc là my contact thì tùy. Rồi, ok, và còn rất nhiều các thủ thuật nữa, và KTV cũng chỉ chia sẻ một vài cái thủ thuật nhỏ nhỏ thôi, có thể quý vị sẽ tìm hiểu sâu hơn. Và KTV xin kết thúc video tại đây.